Xin chào mọi người, mình là Trấn Thành và mình đang đứng ở đây tại California. Mình rất là vui khi lần này được đến với lại Hoa Kỳ để giới thiệu một phim mới nhất của mình đến cho toàn thể các kiều bào ở Hoa Kỳ được biết, đó là một phim Mai. Và hy vọng là đây là tác phẩm thứ ba trong sự nghiệp điện ảnh của Trấn Thành với vai trò là đạo diễn và nhà sản xuất. Thì hy vọng là Mai lần này sẽ mang đến cho quý vị nhiều trải nghiệm thú vị, bởi vì ở Việt Nam thì chiếu cũng được kha khá, nói chung là cũng được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Thưa quý vị, bộ phim được mang tên là Mai, phải nói rằng là đạt thành công rực rỡ ở Việt Nam khi mà trong một cái thời gian ngắn đã thu được hơn 500 tỷ đồng Việt Nam. Và ngày hôm nay, bộ phim Mai được ra mắt tại rạp Regal tại thành phố Irvine. Như vị thấy thì hiện giờ chúng tôi thấy khán giả đến rất đông xếp hàng để chờ đợi vào thưởng thức bộ phim này. Những gương mặt lớn trong cộng đồng cũng có mặt trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì những diễn viên, thưa quý vị, tham dự vào cái bộ phim Mai này cũng có mặt để mà giao lưu với khán thính giả. Vì đây là Harry Won, Harry Won, hello. Em có thể cho biết rằng là ngày hôm nay em đến với lại Trấn Thành khai mạc cái phim này tại California, em cảm thấy như thế nào? Thật sự thì em thì cảm giác là em rất là hào hứng và có một chút xíu hồi hộp. Tại sao phải hồi hộp? Bộ phim rất thành công ở Việt Nam rồi mà. Dạ, tuy là thành công nhưng mà đến Mỹ và giống như là đây là coi như là lần đầu tiên mình ra mắt phim với nhau tại bên Mỹ, cho nên em cũng có một chút xíu hồi hộp. Và em thấy cũng so với em suy nghĩ là khán giả Việt Nam ở đây, khán giả Việt Kiều ở đây cũng đến rất là đông, cho nên Harry cũng cảm thấy rất là hứng hở ạ. Em có cái vai nào hoặc là em đóng vai trò như thế nào trong cái bộ phim này? Dạ, thật ra thì em không có đóng phim, đóng trong phim, em chỉ là làm cái gì á, nơi ông cũng cho chồng em có thể là làm đạo diễn tốt hơn. Em có cái sự hỗ trợ về cái vai trò là vai vợ, chứ không có đóng trong phim. Em muốn nói gì với khán giả tại California này? Thật ra thì em chỉ muốn nói là tất cả mọi người có gì thì nhớ đến xem phim Mai và hãy ủng hộ chồng của em Trấn Thành nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Và cũng đã có được những kỷ lục và những thành tích rất là đáng để mình vui. Và hy vọng là mọi người cũng sẽ đón nhận rất là nhiều ở Mỹ, Canada và châu Âu cũng như ở châu Úc. Và còn ở Đài Loan nữa, có rất là nhiều nơi cũng đang hiện đang chiếu Mai. Và hy vọng là mọi người sẽ cùng 3388 phim enjoy một phim lần này. Và hy vọng mọi người like it. Thank you. Thưa quý vị, đây là diễn viên Hồng Đào cũng có mặt trong cái buổi ra mắt phim chiếu tại rạp Regal tại thành phố Irvine. Hồng Đào có thể cho biết rằng là trong bộ phim đó Hồng Đào đóng vai gì? Tất nhiên là Hồng Đào sẽ không đóng vai gái trẻ 18-20 đâu, lúc nào cũng phải đóng vai một bà mẹ hết. Và nghe nói rằng là cái vai bà mẹ đó cũng tên Đào phải không? Dạ đúng rồi, và bây giờ tất cả khán giả mà đi coi thì đều gọi Hồng Đào là bà Đào hết. Cố tình là đạo diễn hay là chủ nhiệm phim đặt cái tên đó, hay là Hồng Đào có đề nghị cái tên đó hay là không? Không, cái này là kịch bản đặt cái tên đó. Thì trong cái vai đó Hồng Đào phải thể hiện như thế nào để mà trong cái vai trò của mình đóng vai một bà mẹ xuất sắc như trong phim? Thì mình nghĩ đây là một cái vai diễn có rất nhiều màu sắc trong đó, hỉ nộ ái ố đầy đủ hết. Và với một diễn viên mà mình có một cái vai nhiều màu sắc để mình thể hiện thì cái điều đó là điều hạnh phúc của Hồng Đào. Từ kịch qua phim thì nó như thế nào hả Hồng Đào? Từ kịch qua phim thường thường là mình sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì khi mà kịch thì mình phải diễn, tại vì kịch là nó xa sân khấu, mình phải diễn hơi over lên một chút, mình phải động tác nhiều hơn. Nhưng mà qua phim thì mình phải tiết chế hoàn toàn cái chuyện đó lại, tại vì phim nó là đời sống và có những cái cận cảnh nó sát mặt mình như thế này là mình không thể diễn mà nó lố quá được. Thì nó có những cái khó riêng của nó. Nói về cái thời gian mà Hồng Đào phải ở Việt Nam để đóng cái bộ phim đó thì mất thời gian bao lâu? Có cần phải đi lại, đi tới, đi lui nhiều lần hay là không? Quay bộ phim một khoảng 2 tháng. Tại vì khi mà bay đi bay về nó mất tập trung, cho nên mà đây là một cái vai diễn với Hồng Đào nó cũng khó đó. Để mà tập trung thì Hồng Đào ở yên một chỗ để tập trung cho vai diễn của mình. Ca sĩ Elvis Phương, thưa anh nghe nói gì về bộ phim này mà anh quyết định cùng với lại chị đi xem ngày hôm nay? Tại vì Tommy với Linda rủ tụi này. Tụi này mới qua đây được một tuần nhưng mà tuần tới là về rồi. Ủa, anh ở Việt Nam, anh có nghe nói về bộ phim này chưa? Qua đây có nghe nhưng đâu có nghe gì hết trơn.
Thưa anh thì đối với anh thì phim Việt Nam đó, nhất là những cái bộ phim mà nổi tiếng như vậy đó, thì mình là khán giả Việt Nam mình phải như thế nào, suy nghĩ ra sao, ủng hộ ra sao thưa anh? Bây giờ sẵn mà ở đây thì nghe nói như vậy thì tại là mình coi chỗ nào cũng là coi thôi, anh thấy đó, thì chỗ nào cũng là mình cũng tới được đó, đó. Rất là cũng hy vọng rằng là cái phim này nó sẽ được thành công như những cái phim trước của Trấn Thành làm. Thưa quý vị, trong số các nghệ sĩ thì chúng tôi thấy là nhóm này là vui nhất nè, rất là nhiều nghệ sĩ có mặt ngày hôm nay, có Leon, có Thúy Nga, có anh Huy Khiêm nữa. Wow, xóm này vui. À, có Thanh Thảo đây nữa nè. Đó, bây giờ hỏi Thanh Thảo trước nè. Đến xem bộ phim này thì Thanh Thảo mong muốn cái xem như thế nào, điều gì và nghe gì về cái bộ phim này rồi. Dạ, Thanh Thảo xin chào quý vị. Thanh Thảo thì biết là bộ phim Mai thì rất là nổi tiếng, rất là hot từ trong nước. Và hầu như là kiều bào ở hải ngoại rất là nôn nao để được xem bộ phim Mai của đạo diễn Trấn Thành. Và đây là bộ phim Việt Nam mà rất là đáng tự hào. Thảo đã đọc rất là nhiều trên báo chí rồi và cũng nghe rất là nhiều thông tin rồi, cho nên ngày hôm nay phải có mặt ở đây để ủng hộ cho phim Việt Nam và đặc biệt ủng hộ cho Trấn Thành cùng với lại Nguyên Một Vàng, diễn viên rất là hot trong bộ phim Mai. Chúc cho phim Mai sẽ luôn thành công và sẽ có rất là nhiều suất chiếu nữa trên toàn thế giới chứ không chỉ ở trong nước hay là ở California. Đó, Thúy Nga ơi, đến với bộ phim này thì Thúy Nga muốn nói gì với sự thành công của Trấn Thành cũng như là khán giả đang xếp hàng chờ đợi ở đây? Thì nói chung là những bộ phim của Trấn Thành thì là em thấy là nội dung chất lượng lúc nào cũng rất là sâu sắc, coi và để cho người ta suy ngẫm rất nhiều. Hôm nay thì đến với chương trình bộ phim Mai này thì để mai em suy nghĩ em trả lời được không? Có lý, sao không thể đây mốt luôn đi. Chứ bây giờ anh hỏi em liền, em chưa coi sao em biết đánh giá được. Nhưng mà em biết chắc phim Trấn Thành không bao giờ dở. Tại vì Trấn Thành là rất là kỹ về cái chất lượng nội dung. Nên là ngày mai mình gặp nhau mình quay lại được không anh? Đúng. Phim Mai đúng không? Ngày mai mình làm tiếp. Đến đây đó thì ngày hôm nay thấy khán giả rất là đông, mà chút xíu nữa sẽ gặp Trấn Thành với lại Harley Wong nữa. Thì Leon nghĩ gì về bộ phim này? Em nghe đồn là rất là hay và nghe đồn kiếm đâu trên 600 tỷ ở Việt... 500 hả? Bây giờ mình đi coi nữa là... Wow! Trời ơi, sao càng ngày càng giàu vậy trời. Thôi mà chúc mừng nha, cho thêm 500 tỷ nữa nha. Nhớ cái cuốn sau, nếu mà có những người có cần extra, nhớ gọi anh Leon và Trấn Thành nha. Nói chung là mỗi lần mà có tất cả những phim gì mà của Việt Nam á, là Nga đều thích đi coi. Tại Nga là người Việt Nam, Nga rất ủng hộ phim Việt. Ca sĩ Đa Nguyên cũng đến chung vui với Trấn Thành trong cái buổi ra mắt phim ngày hôm nay. Xin Đa Nguyên nói vài lời ủng hộ cho Trấn Thành. Dạ, Đa Nguyên thì chúc cho Trấn Thành phim được tất cả mọi người trên thế giới đều thích phim này. Và Đa Nguyên cũng rất là hồi hộp để mà chuẩn bị xem phim nó như thế nào. Đa Nguyên cũng đã từng đóng những cái bộ phim cũng rất là hay, cũng rất đặc biệt, Phạm Khanh đã có dịp xem rồi. Thì năm nay không biết là kế hoạch của Đa Nguyên có cái bộ phim nào để chuẩn bị tham gia hay không? Dạ, Đa Nguyên cũng đang chuẩn bị đây, đang làm một kịch bản cho thật là hay để mà ra mắt tặng cho tất cả quý khán thính giả. Hãy chung chờ đợi, bao lâu thì trong năm nay sẽ có thể tiết lộ cho mọi người được biết? Không có biết được, nhưng mà hy vọng là sẽ quay hình vào sang năm. Thực sự thì Lê Giang xin kính chào quý vị khán giả tại American. Mình phải nói tiếng Anh nha, tại em qua nước Mỹ em phải nói tiếng Anh. Em rất là vui là khi được đến đây để dự buổi họp báo của phim Mai. Thật sự thì phim này thì không có Lê Giang đâu. Phim đợt trước là nhà bà nữ thì Lê Giang đóng bà nữ, còn bây giờ là phim Mai. Cho nên là Lê Giang sẵn dịp qua đây là biểu diễn rồi đi họp báo cho phim của Trấn Thành luôn. Hôm nay thấy khán giả rất là đông, rất là vui và rất là mong chờ để mà được tới ngày hôm nay để mà được gặp khán giả tại đây. Kính chúc cho quý vị khán giả một năm mới thật là nhiều sức khỏe và bình an may mắn trong cuộc sống. So với nhà bà nữ thì bộ phim Mai này Lê Giang thấy như thế nào? Dạ cũng hay luôn, bà nữ hay thì phim Mai cũng hay, cho nên là bây giờ thì em không có dám nói đâu, để mọi người cứ coi đi rồi một lát là mọi người sẽ thấy nó hay cỡ nào nha. Trấn Thành có thể cho biết rằng là cái bộ phim mà đạt tới 20 triệu đô la như vậy đó thì là một cái thành công như thế nào? Dạ em rất là vui ạ, cảm ơn mọi người. Thưa quý vị, đây là ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng có mặt ngày hôm nay để mừng cho cái buổi ra mắt phim Trấn Thành tại California. Xin Dương Triệu Vũ nói vài lời.
Vũ rất là vui khi có mặt được ở đây, tại vì lúc mà Thành mời Vũ ở Việt Nam á, thì Vũ lại lưu diễn ở Mỹ, không có đi được. Cho dù đã xem phim ở Việt Nam rồi, nhưng mà hôm nay Vũ đến đây để ủng hộ bạn mình và chúc mừng Thành là cái phim này là number one box office of all time, phim Việt Nam. Sau khi mà lưu diễn ở Mỹ về để mà nghỉ Tết là Vũ đi xem ngay. Tại vì Vũ nghe rất là nhiều cái review hay từ những người thân của mình về bộ phim này, cho nên là Vũ phải đi xem ngay. I love it. Cảm ơn em. Em đến trong cái buổi ra mắt của phim Trấn Thành đó, thì em cảm thấy như thế nào? Giới thiệu cho mọi người biết về em trước. Dạ, em là Ali Hoàng Dương và em có thu diễn bên này cùng với là anh Trấn Thành. Thì nhân ngày hôm nay là được ra mắt phim tại Mỹ thì bản thân em cũng đang đến đây để support cho người anh của mình và cũng như là bộ phim Mai sắp được ra mắt tại đây. Rất mong là tất cả quý vị khán giả hãy đến và ủng hộ yêu thương bộ phim Mai ạ. Sắp tới thì em có những cái dự án nghệ thuật nào, những cái chương trình ca nhạc nào mà em có tham gia, hoặc là những cái tác phẩm nghệ thuật phim ảnh hay là không? Dạ em trong thời gian sắp tới thì chắc em sẽ tung music video tại Việt Nam và rất mong là rất là nhiều những anh chị em ở đang sống tại Mỹ sẽ yêu thương và ủng hộ em. Vì đây là diễn viên Lê Dương Bảo Lâm. Dạ, tại vì phim của anh Thành thì em cũng đi rất là nhiều, thì cảm giác này cũng rất là giống như lần trước em tham gia. Mọi người rất là hồ hởi và tham gia rất là đông và ai cũng yêu quý bộ phim cũng như là yêu quý anh Thành. Em hy vọng là bà con sẽ yêu thương và ủng hộ anh Thành nhiều hơn. Dạ. Tới thì em có những cái dự án nào làm việc với lại Trấn Thành hay là không? Dạ, sắp tới thì em với anh Thành có một bộ phim điện ảnh về cũng về hài. Dạ, anh Thành nói là anh làm nhiều bộ phim về xúc động rồi. Thì anh đang ấp ủ một bộ phim nào mà thật là hài hước để phục vụ bà con.